kiếm chờ vinh dự anh em cho mọi người không những đọc trên thức lòng người trong cuốn cổ học kinh hoa. Đây là trên sách ra nói về của tất cả những mình chỉ muốn nói gọn cơ bản thấy góc tất nhiên của câu chuyện này thấy góc trí tuệ và góc đạo đức góc trí tuệ quan sát các phương pháp thiết kế thì được gặp như thế rồi những cái triết lý để nâng đỡ những người quanh hoặc cuốn chuyện này về cái đạo đức đấy là vì người khác đấy là kiểu như vậy đó, không nhất thiết là phải đúc kết lại cái này nghĩa là người khổ lao và chiến sĩ đúng không, cái này phải giúp cho người khác thay vì người khác tất cả là cái mức trí tuệ và đạo đức. Cốt lõi người của này là không quan tâm đến cái đức kết nhưng để đến công việc thì các bạn có thể là đối tượng. Các bạn cũng nghe lên quản lý nhà có thể chuyển đi trước chẳng hạn khi mà có nhân viên mới ra công ty ở bên này trong công ty thôi thì các bạn nhưng mà các bạn có thể là quan sát có sự nhà việc trước đây đúc kết lại ra một cái khó khăn nhất định của các bạn như bên đó là các bạn chưa biết phải làm gì để giúp đỡ hỗ trợ chia sẻ các bạn. Nói chung là mình giúp người ta khi người ta nó nhất chưa biết thì lúc người ta nhiều nhất đó, ok cảm ơn mọi người.